Ui kìa. Ui kata. Ui nó bị điên rồi đấy, đang bị nhập đấy, đang bị hành đấy. Ui kìa. Ui kìa. Ui ôi nó đã đấy rồi. Tôi chết rồi. Ui. Ui chết rồi. Chết rồi. Không thấy đâu cả. Sáng nay đêm qua nó về nhà rồi mà sao sáng nay qua nhằm đưa nó cũng đưa em Tiến về nhà rồi mà giờ này không thấy đâu nữa. Không thấy đâu nữa. Ở đạn nữa có rắn nhá. Chắc lại lên đây đấy. Chắc lại lên đây rồi. Không thấy đâu nữa nhỉ. Đi vào đây xem nó có nheo cây nhãn không. Hay là nó bị vật ở trên cây nhãn rồi. Ui cái mũ này, cái mũ cối của nó này. Ui nhầy. À, vẫn còn mũ đây này, đúng rồi. Nó ở đây rồi. Này, cái mũ này mọi người. Mũ của em Tiến này. Chắc chắn ở đây rồi. Nhìn cái cây kia này. Đến đấy gốc cây nhãn này. Thấy đâu? À, ở đây cũng có thấy gì đâu. Cái cây này cũng không thấy luôn này. Đấy, nó chạy Chiến rồi. Chết. Chết rồi, hôm qua Chiến lên đây nó đã nghịch được cái rắn thần đấy này. Nó bị phạt đấy anh em nhá. Bây giờ anh em qua đã giải cứu nó về nhà rồi nhưng mà sáng nay nó lên đây tiếp. Cây này không thấy luôn này. Cây này không thấy nữa. Rồi. Này, cây này người ta đang thắp hương đây này. Cây này người ta đang cây này là cây ninh hay xuất hiện rắn này. Cây này hay xuất hiện rắn đây, người ta thắp hương đây này. Chết rồi. Đi vòng nó sau này thế nào. Đấy không thấy nhỉ. Tiến ơi. Tiến ơi. Thấy đâu nhỉ? Hai nó chạy đâu rồi? Không biết nữa. Ôi kìa, ui. Ui kìa, ui nó đã thấy rồi. Tôi chết rồi. Ui chết rồi. Ui tự nhiên xuất hiện đâu vậy? Tự nhiên xuất hiện đâu với ra anh ơi. Nãy anh em đi làm gì thấy nó? Đâu đấy, đấy, có lại đâu mất đấy. Mất à? Nó lại đâu mất đấy này. Ui. Đâu? Ui, không thấy. Ui. Anh chèo cây rồi. Anh chèo cây rồi. Ui chết rồi, Chiến ơi. Không thấy đâu. Ui, mọi người không thấy đâu nữa rồi. Ui chết rồi, hãi quá anh em ơi. Ui nó bụt cái đau hết cả đau. Bụt trúng luôn. Lấy gậy bụt rầm vát đi. Đau quá. Chết rồi. Ui nó đâu rồi? Nhanh thế. Thấy đâu luôn đấy chứ. Ui kìa. Ui kata. Ui nó bị điên rồi đấy, đang bị nhập đấy, đang bị hành đấy. Ui đang bị hành đấy. Ui mọi người. Ui chết rồi nó bị hành rồi. Hôm qua mình đã đưa nó về nhà rồi cơ mà. Giải cứu nó thành công rồi cơ mà. Hôm nay vẫn bị vậy. Ui chết rồi lên cây rồi. Mọi người lên cây rồi. Ui lên cây rồi anh em ơi. Ui nó vẫn phì. Nó vẫn còn rắn đang nhập người nó vẫn phì. Ui chết rồi. Chết rồi. Mọi người. Thế giờ làm sao giờ? Bây giờ đến khấn mà xin mộ thiền sư thôi. Đến khấn xin mộ thiền sư thôi thì mới giải thoát cho nó được. Hôm qua anh em mới khấn cái được nhỉ? Ui kinh không? Ui phì kinh lắm. Ui đang phì kìa. Đúng là hình rắn trườn luôn. Đang trườn đúng kiểu con rắn trong tâm linh luôn. Ui khấn chi đi. Ui kìa, nó chân này. Ui làm gì này? Ui đu kinh không? Ui nó cũng quấn chặt những cái cây kìa. Ui nó kiểu rắn trườn ấy. Ui hại chưa anh em ơi. Đấy đến để khấn như nào nhá. Đến khấn đi. Khấn đi. Đứng xa không nhỡ nó bụt đấy. Ui nó đang bị ra điên ra dại kìa anh em ơi. Ui nữa. Ui như kiểu mới khấn mới xin bộ thiền sư là nó không đánh được mày sao ấy. Sao tội sao cho mình rồi. Bảo vệ cho mình mà đúng không? Thấy rồi thiền sư bảo vệ rồi. Ui nó cứ vụt mày cái này nó lại bị chạy kìa. Lại bị ai đánh ấy, chắc thiền sư đánh rồi. Ui mọi người xem kìa. Ui nó cứ vào nó đánh thiên cái nào bắt đầu nó bị văng này. Chiến ơi, tỉnh ý Chiến ơi. Ui kìa, ui kìa. Ui nó cứ vào nó đánh cái nó bị ấy đó, cứ khấn xin đi. Khả năng là nó không tránh được mình rồi. Có thiền sư bảo vệ rồi. Đây là năng mộ thiền sư, là rất là linh thiêng mọi người ạ. Thì có những rắn nó về đây ấy, là nó chiến rắn kiểu rắn ma tà hay rắn gì đó về canh miếu thì chiến động vào cái là đã bị nhập. Thì hôm nay nên là đã xin rồi. Cứ xin thiền sư là nó thiền sư nó giúp. Nó đâu rồi, chín đâu rồi. Đấy cho đâu rồi. Đâu rồi? Ui tao có phát quang rồi. Nếu phát quang của thiền sư cho ra. Tao phát quang rồi, nó chạy rồi. Không được. Nhà ngươi đứng lại. Ui có phát quang của thiền sư rồi. Nguy không? Quỳ rồi. Ui đang quỳ lại gốc cây kìa. Ui quỳ rồi. Ngươi đã biết tội của nhà ngươi chưa? Ngươi cố tình nhà ngươi thì dám đánh cả ta. Ui đang lại gốc cây kìa. Người đang lại gốc cây kìa mọi người. Còn ngoan cố không? Hãy ra khỏi xác. Ui tỉnh rồi. Ra rồi, vong ra rồi. Chết. Đấy. Bế vào chỗ kia tựa tường kìa. Ui đấy. May mà xin thiền sư ấy. Không. May mà xin thiền sư tha tội thế ấy. Thiền sư trợ giúp ấy. Mọi người thì may nay mình đã phấn xin thiền sư đã chỉ cho anh em mình đảo rồi, bắt vào cứu bạn rồi nhá. Thì từ giờ anh em mình sẽ không bao giờ mà mạo phạm đến những cái khu vực mà nó linh thiêng như này nữa. Đấy anh bảo nghe. Rất là nguy hiểm, nếu mà đến những cái khu vực mà linh thiêng như này mà nếu mà có những hiện tượng lạ xảy ra mà động vào rất là nguy hiểm. Hôm qua mình đã có cảnh báo em Chín rồi nhưng em cố tình là em mới động vào em nghịch vào cái đâm là em mới bị nhập. Lúc nữa mới tỉnh được, giờ chưa tỉnh đâu. Lúc đầu ngủ phát đau quá. Đau còn đau. Đau ra vẫn đau. Nó rất là nguy hiểm. Ở trong cái khu cả cánh đồng này có mỗi cái năng mộ của thầy thiền sư Thích Thanh Kim này ở đây. Rất là linh thiêng. Có một năng mộ của thiền sư đây nhá. Thiền sư đây ở đây là rất là thanh tịnh, rất là mát mẻ. Có những cây bao trùm bao quanh bóng mát tả bóng cho thiền sư ngồi thiền. Ngày xưa ấy là thiền sư là mất ở trong này, đang ngồi thiền trong này mọi người này. Thì sau này là người ta với xây to lên như này chứ ngày xưa nó nằm một cái cổng. Là thiền sư đã ngồi đây và biên tịch tại đây. Bây giờ bao quanh cái ngôi mộ thiền sư là những cái tổ ong mật là nó đến để nó tạo cái độ hương thơm mát của mật ong ra để cho thiền sư được mát mẻ và thơm mát. Thế rồi. Vẫn chưa tỉnh mọi người. Vẫn chưa tỉnh. Thế rồi. Ok. Ui lại điên rồi. Ui sao lại điên được vậy? Ui, chết rồi. Được nó vậy các bạn, hay là hết pháp nhãn rồi. Phải xin tiền sư đi. Hết pháp nhãn rồi. Ui giời. Hết pháp nhãn rồi. Ngủ tưởng giải cứu nó rồi chứ. Ui. Nó vẫn bị điên tiếp kìa. Ui giời. Ui. Chết rồi. Ui nó đang mới xin được rồi cơ mà. Với thằng nó đang mới xin được rồi, mình bế nó vào đây cơ mà. Ui kìa. Ui kìa. Ui nó làm gì kìa? Muốn làm gì đấy? Lấy cái chân nhang nhá. Lấy chân nhang đấy. Không lấy chân nhang. Kìa, không cho lấy chân nhang. Ui, nó chạy đâu kìa? Nó chạy đâu ấy? Xin đi. Ui, nó lại kia kìa. Ui, nó lại không đánh được. Cứ xin tiền dư là nó không đánh được. Ui con này nó có tinh xà rồi. chính tội những kẻ nó mạo phạm Bố chỉ cũng còn rất quật rồi, không còn gì ma này nữa nào. Người ta tự nhiên cảm giác nó nóng bừng lên nhá. Vậy hả? Như kiểu này. Hay là thiền sư ban pháp lực cho đời đấy. Cháu đang làm gì đây nào? Ui này. Ui. Ui kinh chưa? Người sẽ bị thiền sư bắt đến trị tội thôi. Anh nghe lời ta. Kìa. Đừng dám động một cái luôn nữa đi. Người sẽ bị trị tội. Bắt đi. Bắt cho tỉnh đợi. Uống sợ đấy sao ấy? Nghĩ nó có sợ ông ấy nó bụt cho cái. Ui nó chạy đâu? Ui nó bụt con chuột kìa. Đâu. Đâu. Ui nó bụt con chuột kìa. Ui. Bố nó. Ui nó bị điên rồi đấy. Ui kìa. Ui điên rồi. Con ma này sợ rồi. Ui nó lại cầm gậy nè mình kìa. Ui có phải nó nè mình không? Ui, bị thiền sư bắt đến quỳ trước cái mộ thiền sư rồi. Ui, nghe tiếng ong kêu to hơn đấy. Mình trả vào mình gột thử cho nó có cảm giác không mà nó không ấy đi. Xin rồi. Chắc là thiền sư bắt đến quỳ xuống đây xin lỗi tha tội rồi. Ui. Mồ hôi ra nhiều lắm. Vậy á? Mồ hôi ra rồi à? Ui vậy thiền sư đang trị tội rồi. Ui kìa. Ui xem. Ui chết rồi. Xem nó sao rồi. Chết rồi. Tỉnh lại đi. Ui. Tỉnh chưa? Ui, nó làm rắn thế. Làm rắn đâu nữa em mơ à? Ui em làm mơ nhiều rắn nghe em lắm. Ui. Kinh chứ. Toàn rắn nghe em á. Toàn rắn đuổi theo em. Ui tinh xà rồi. Tinh xà nó bắt rồi. Ngồi đây. Tinh xà nó bắt hồn em rồi. Ui em một anh ghê gãy cả tay. Ui đã tỉnh rồi. Rắn lắm à? Không. Mọi người ơi, em chiến này nó tỉnh rồi này. Một anh mấy cái gãy cả tay rồi. Một anh lắm. Thôi đi về đi. Thôi đi về. Thoát khỏi nơi này đi không em nhặt tiếp đấy. Mọi người thì mình kết thúc video đây nhá. Đi em chiến về nhà đây. Đi nhanh.